Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức. Hôm nay xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng được trả về cố quốc. Đây là thông tin xác nhận của Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Và theo cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, trưa ngày 29 tháng 12, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban kiểm chánh thư ký ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trả lời một số thông tin liên quan đến xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng. Thượng tọa Thích Đạo Hiển nói xá lợi tóc Đức Phật không có trong chương trình kỷ niệm 763 năm ngày sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Ba Vàng, và khi sự kiện xá lợi tóc Đức Phật ồn ào trong dư luận, ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh buộc phải hỏi trụ trì chùa Ba Vàng. Theo đó, ban trụ trì quan tâm hai việc. Một là việc trụ trì chùa Ba Vàng thỉnh xá lợi sợi tóc của Đức Phật từ ai, ở đâu và xác thực ra sao. Và hai là hiện nay xá lợi này của Ngài đang ở đâu. Và tại thời điểm ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm việc thì theo báo cáo, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã xuất ngoại có thể đi Lào, còn xá lợi tóc Đức Phật hiện cũng không có ở chùa Ba Vàng. Và đại diện nhà chùa cho chúng tôi biết xá lợi đã được hộ tống lên máy bay để trả về cố quốc, và Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết thêm. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh kết luận chùa Ba Vàng cũng không có báo cáo gì với ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về xá lợi tóc Đức Phật. Và những ngày qua thì dư luận quan tâm tới câu chuyện xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng sau khi chùa này đăng tải video xá lợi tóc Đức Phật từ chuyển động từ 23 đến 27 ngày tháng 12. Và chùa Ba Vàng giới thiệu đây là xá lợi tóc Đức Phật được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar, nay xuất hiện lần đầu tiên tại chùa Ba Vàng. Đó là một trong 8 sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình trao cho hai thượng buôn người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Và việc xá lợi tóc Đức Phật có mặt tại chùa Ba Vàng bắt nguồn từ nhân viên đoàn chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng đến chiêm bái xá lợi tại chùa Parimi và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parimi của Myanmar. Lúc đó phái đoàn chùa Ba Vàng đã có lời mời hòa thượng trụ trì chùa Parimi về chùa Ba Vàng dự lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh, và được trụ trì nhận lời và có hoan hỷ cung thỉnh bảo vật xá lợi tóc Đức Phật về Việt Nam, góp phần cho đại lễ thêm long trọng hơn. Sau khi video được phát tán rộng rãi thì dư luận cũng đã nổi lên nhiều ý kiến, và theo anh em cái dự án này có đúng hay không, hay là nghe nói nhà nước mình chuẩn bị kiểm tra thì cũng nhanh tẩu toán, chứ tôi nghi cái vụ này nó lừa lắm. Và nếu anh em có ý kiến gì hãy để video dưới comment nhé. Tạm biệt anh em.